mới về mới động cơ, mới về mấy cái động cơ nè các bạn, động cơ mới về nè. Ở đây mình thấy con S10CG bật đạn nha các bạn nha, rất là đẹp, bô đồ này nọ còn trắng toát, thấy không? Đó, rất là đẹp luôn, dân ma có đầu đèn nè, kết nước quạt gió đầy đủ, hàng bãi nội địa Nhật đó các bạn, chứ không phải là hàng mới đâu nha, mà Nhật bãi á. Đây mình thấy có thêm một chiếc gì đây, đầu đen này thường thường là S80 hả, S90, SS90G đó. SS90, con này bật đạn 23G đó. Cái này nó có hai cái vấn đề, ví dụ như cái mà nắp này nó dày là bật đạn, mà nắp hông nó dày là mỏng 3G, nhưng mà con này là 3G nè chứ không phải bật đạn. Thứ nhất là nó cốt lòi nó vẫn có bật đạn, như cốt lòi nè, cái gì là bô nó không có bọc ra phân biệt để cho mình xem vấn đề đó ha. Đó là con này 3G nè, con này Kubota thì nó bật đạn hết nha các bạn nha. EA14 đời này là đời cũng cao nè, có đề, động cơ là có đề. Đó, có đề ha. EA14 90 là nó chín ngựa nha bạn nha. 14 này hình như nó nằm tầm khoảng 13 ngựa mấy, 13 ngựa. 13 đến 14 ngựa luôn, 13 ngựa, nhưng mà ngựa chuẩn nó 13 ngựa. Còn con SS70C thì nằm tầm khoảng 6 ngựa mấy đến 7 ngựa. Đây là con này SS70C nè. Con bật đạn ha. Bô này là bật đạn. Cốt bằng là bật đạn. Đó. Ấy sao? Rồi đây có một con Kubota. Kubota nó là bật đạn hết nha, cốt nó vẫn lồi rồi vậy nhưng mà bật đạn hết nha các bạn nha. Kubota, Kubota gì ta? GA85, khoảng 8 ngựa rưỡi. Rồi con này là con 3T78. 25 ngựa. 25 7 25 là 50. 3T78 là 25 mã lực nè. 2008 R tua. 25 mã lực, máy còn rất là đẹp ha. Rồi đây là con 3T66 15 mã lực. Dân ma. 3T là 3 máy. 3T là 3 máy ha. Còn đây là con SS80 khoảng 8 ngựa rưỡi. Con này NFD. D là bét kim ha. 150. Con này phải khoảng, con này là TF15 ngày xưa đó, nhưng mà con này D là bét kim. Dòng này là nó giá trị nó cao. Ở kia một con Kubota diesel EA mấy. Kubota diesel EA10K thì nó nằm khoảng 9 đến 10 ngựa vậy các bạn. 7 ngựa rưỡi. 7 ngựa rưỡi đến 8 ngựa mấy. À nó như vậy, EA10 này nó chỉ có từ 6 ngựa rưỡi đến 7 à, từ 7 ngựa rưỡi. À 6 ngựa rưỡi đến 7 ngựa rưỡi các bạn. 2004 tua. Chứ nó không tới mức đó đâu nha. Đây con máy đời cổ nè. À, kích nước, nó thùng kho. Nè, cái đầu nó quy lát nó các bạn ha. Đầu bét nó chà bá lửa nè, ha, con bét. Đó, nó khác với đời mới giờ rất là nhiều ha. Đời cổ lỗ sĩ, này xài 3G luôn. Xài 3G luôn bạn nha. Cái mấy thứ đó thì nó rẻ tiền. Còn đây con Kubota ER nè, ngày xưa cái ER này là mình mê lắm. Cái này nó mạ inox nè. Inox sáng bóng luôn, rất là đẹp. À, 6 ngựa rưỡi à. Ăn 6 rồi tu a tới 8 ngựa. R65. Từ 6 ngựa rưỡi đến 8 ngựa luôn, dữ ta. À như vậy là mấy con cái EA10 nó không phải là tới 10 ngựa. Đây 8 BS nè các bạn nè, nè. Thấy không? Từ 6,5 BS đến 8 BS 2002 rồi tu. Ha. À.
Rồi, một con động cơ Komatsu. Komatsu. Rồi, một số động cơ đó. À, mới về à đây để mình xem coi còn động cơ không ha. Và còn động cơ. Hết rồi. À đây có mấy cái gì ta? À, răng ma NFDA nó dạng như mấy kia nhưng mà nó lại nằm cái kiểu cái lốc máy này không. SDA 8 là 8,5 ngựa. Có đề ha. À, này nó gắn trong mấy mấy túc lúa nè. Con này cũng vậy nè. Đúng rồi. EA8 hết. Ba con EA8. Còn con này là con răng ma gì đây không biết. Máy dầu. Sản xuất năm 2006. Xuất qua Mỹ. Rồi anh em nào có nhu cầu cứ gọi điện cho ông chủ ha. Rồi, chào các bạn.